Rồi chào anh em trở lại đến YouTube Dàm Cỏ Tây Ninh Fishing nha. Bữa nay là tiếp tục đi test cám anh em ơi, xuống bến cầu test nha. Bữa nay thì tình hình là quýnh 5 cần đó, mà cám vàng với cám đỏ nha. Bây giờ chuẩn bị xuống cần nha anh em. Đằng kia một em, đây nghe em. Thì còn hai em kia chưa tới. Bữa nay tiền thưởng hơi bị nhiều ấy, ráng ấy đi nha. Mỗi anh em bỏ ra 3 chai. Ra là bữa nay là anh em cần thủ đấu với nhau luôn á. Thử coi sao ha. Mấy dục cục đầu tiên cái quýt lên cá luôn rồi anh em ơi. Xuống cần luôn nha. Bữa nay tình hình là hơi lội nước, anh em thông cảm nha. Nước ngơi không nè. Đầu tiên là phải ghép rồi. Có gì lên liền giờ á. Để tôi lên theo rồi tôi tính. Kè chào bạn, chào các bạn đã đến với kênh Dàm Cỏ Tây Ninh nha. Bây giờ anh Sơn đang của mình đang lên cá nè. Rồi đâu rồi. Thành công em, thành công cá đi ăn mạnh rất ăn mạnh anh em ơi. Anh Sơn lên cá nha anh em. Ôi cũng được á. Giờ ba dao lên cá nghe anh em. Bữa nay là anh em là ba người có cá rồi đó nghe, ba người dây có cá rồi đó nghe. Còn cái e với anh Hoàng anh cũng có được cái giật cái gậy rồi đấy. Để mình bữa nay mình túi nữa ba. Ba năm anh em bữa nay là đấu với nhau là cái tối con cá nào bự nhất thì bắt đầu có giải nha. Mỗi người là ba chai đó. Nè, anh lên nữa nè. Trời ơi, bên nữa. Anh lên nè. Anh lên nữa nè. Đợi anh Sơn quýnh hai cục, con này là con thứ hai nha anh em. Trời ơi chết luôn. Rồi em ba anh đứng gấp đằng kia anh em thúi rồi nghe anh em. Đứt lưỡi luôn. Sơn lên cá tiếp nè. Con thứ hai nghe anh em. Cá không có nhỏ nghe anh em, đứt rồi anh em ơi. Đứt nhỏ lưỡi hay gì vậy? Hiểu luôn. Anh Sơn con thứ hai. Có
vậy nè. Chó mèo gì vô lùm hết. Chó mèo gì cũng tay hết. Nó ăn hai cục, nó ăn một cục, nó không ăn. Coi cái đầu nào cần thiết thì bỏ vô trong cái ơi. Bỏ dưới cái bàn á, để lông mới mới bàn lại cái. Hai một, hai một. Quất ngang, quất lên nha em ơi. Còn anh quất đây, dính anh quất đây. Hai đều quá nha. Xe dính đi anh, còn dính rồi. Tới công chuyện nha, chuyện có bún nữa nha em. Ê cái này nó chàng chàng chàng. Ở chàng của anh đâu à? Chàng chàng, chàng 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 rồi đó. Vũ nhận rồi, nằm đâu? Biết tiền. Quýt đi đâu rồi? Quýt đi đâu rồi? Chà anh chơi bên. Không phải chàng á. Cá anh chơi, cái cá anh quýt đi đâu không biết luôn đây. Đó. Chàng của anh. Chàng rồi. Thôi, của anh dính luôn. Dính không chàng á không? Đó dính luôn, dính luôn anh Bạc ơi. Đó nó dính luôn. Em gửi xuống anh cháu bộ luôn ấy. Đến đâu? Rồi, để em điện qua cho luôn. Trời tức luôn. Rễ lên cá luôn. Thấy. Cắm đỏ lên nha anh em ơi. Cắm bỏ đỏ làm được hai em rồi đó. Thank you.
Trời ơi, cám của anh Sơn đè tôi sạch bụi rồi anh em ơi. Chết luôn à. Mày rơi xuống này gắt mày. Cá con Sơn câu nghe nè. Quặt lên cá luôn anh em ơi, xa quá hư mờ. Tiếp tục cắm đỏ lên nha. Bầu ơi, con đó lớn ạ. Rồi. Ngon rồi đó. Gỡ chữ số hả? Quá gì đâu mà chỉ được cái thẳng nó cây, thẳng nó cây không. Xin gỡ chữ số không? Lo rút đi ngang để chàng luôn nha. Cắm đỏ với cắm vàng thành quả nha anh em.
được 2, 4, 6, 8. Cá lên đều đều nha, cắm vàng, cắm đỏ nha anh em. 4 tiếng thành quả cũng được như đây. Giờ về anh em ơi, chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Hẹn anh em vào clip sau. Thấy hay thì anh em hãy nhấn đăng ký và chia sẻ, like ủng hộ mình nha. Rồi hẹn anh em vào clip sau nha. Chào anh em.